Dạ em Trường Anh Ô Tô ạ. Hôm nay Trường Anh Ô Tô này tiếp tục giới thiệu đến toàn thể tất cả anh chị. Đó là con Innova sản xuất năm 2011. Con này là bản G xịn nha. GSR nha. Đó phong dáng đây nè. Dòng xe này thì anh chị cứ yên tâm. Không có dịch vụ taxi gì trên con xe này đâu nha. Đó phong dáng của con xe này anh chị ạ. À. Bốn cánh cửa rất là liền lạc. Mâm nè, mâm đúc nguyên bản đầu xe nào. Vỏ này còn được 50% nhé, gầm bề phía trong không có một xíu bụi mọt anh chị nha. Phong dáng của em nó đây. Nội thất ở trong nè, học thì tay là ghế nè. À, ghế là ghế giang nguyên bản đầu xe nha. À, học thì tay là dòng này dòng 7 chỗ anh chị nha. Ghế treo là gấp toàn bộ toàn diện trên con xe nè. Trang bị có cái màn hình ngồi trước, ngồi phía sau có thể xem phim nghe nhạc giải trí nhé. Có thêm cái màn hình chính ở trên con xe Innova. Đây là những cái phần tắp bi cửa nè. Anh chị xem nhé. Những cái vân gai nè. Không muốn một phần nào luôn anh chị ạ. Keo chỉ đồng nguyên zin cho xe nhé. Đó. Chiếc xe là bao đẹp luôn. Rồi thất phía trong rồi. Trang bị túi khí, hai túi khí nha. Bên tài bên phụ. Những cái vân gai trên vô lăng rồi. Không dấu hiệu là tác động tông vai vào. Những sóng lường nè. Xin nguyên hết là những sóng lường của con xe nè anh chị ạ. Keo chỉ nè. Không mất phân nào đâu nhá. Con này mua về cho mình sử dụng thôi. Đó bạn 7 ghế đó. Đó đây là phiên bản 7 ghế đó anh chị. Bản số 48A02345 đây. Cản trước nguyên bản của xe nè. Bốn vỏ nè. Vỏ trước cũng được 80% nè. Vỏ trước rất là dày nè. Mâm đúc nguyên bản gầm bề phía trong nè. Rin hết anh chị nha, tích hợp là xi nhan trên gương chiếu hậu. Chiếc xe luôn luôn bao đẹp luôn, tắp bi cửa anh chị coi phần tắp bi cửa bên tài nè. Đó những cái vân gai nè. Không một dấu hiệu là khoan đục nha anh chị nha. Keo chỉ nguyên zin hết nè. Anh chị coi nước sơn nè. Đó, nước sơn rất là bóng anh chị ha. Nước sơn là bóng lừ luôn, những cái sóng lường nè. Không dấu hiệu là tác động tông qua luôn nhé. Đó phần keo chỉ nè. Zin hết. Thì sóng lường qua thời gian năm tháng nó có bị chày nè anh chị ạ. À. Nó bị chày cái lớp sơn ra đó. Đây nè. Nắp cửa anh chị coi nè. Anh chị thấy cái chất sơn không? Rất là ông ảnh chúng coi nước sơn nè. Đó chất sơn nè. Quay tới đâu là cái sân rim nó tới đó nha. Đẹp len keng. Con dòng này 7 chỗ. Học tì tay. Thì nó có hai màu thôi anh chị nha. Đó nó nhìn sóng lường đây nè. Nắp nè. Xin hết nhé. Vô lăng 4 chấu nè. Những cái phần vân gai trên vô lăng nè. Tắp lô nè. Trang bị full đồ chơi trên con xe này rồi. Màn hình con số zin nguyên theo xe nè anh chị ạ. À. Đó zin nguyên hết phần tắp lô nè. Đó những cái vân gai trên phần tắp lô nè. Anh chị coi nè. Có chỗ này chém đục không nhé. Coi cho Trần Anh nhé. Đẹp len keng luôn. Tắp bi cửa nè. Đó tắp bi cửa bên phụ đó. Kèo cột nguyên bản hết. Zin thôi rồi luôn, chừng nỉ đó anh chị. Đó, chừng nỉ 1 km cách nhìn khách toàn diện rồi. Rồi để cho anh test cho anh chị xem nhé. Đề nhẹ phát nổ máy rồi nè. Đồng hồ nè. Đó, vòng vòng tua máy đang nổ nhé. Nổ rất ổn định cho lực lái ngồi một chỗ nè. Đó ngồi chờ xe vô lăng đó thì thấy không? Rất là nhạy luôn. Và trang bị một cái màn hình nè. Âm thanh nghe nhạc trên cái màn hình này nhé. Xin từ anh giết dàn lành âm trần. Nguyên bản của xe mở phải có lạnh rồi nè. Ở chừng anh mở là có lạnh rồi nha anh chị nha. Con số luôn nguyên bản zin nè. Đẹp len keng luôn.
Xe này chủ nhà người ta vô full người chơi này. Ghế rất là sạch sẽ này. Không có dưới đường một nha. Đây là tấm chạy thảm này, chạy thảm trên tắp lô này anh chị đó. Là tấm chạy thảm trên tắp lô này. Tóc sàn ghế này anh chị coi này. Chiếc xe này bao đẹp luôn, thích hợp rồi. Gương chỉnh điện này. Đầy đủ trên con xe luôn. Keo chỉ trong lắp là không mất phần nào này. Đó, đây là phần nội thất của con Innova sản xuất năm 2010. Bản RS nha. GRS 7 chỗ đó anh chị. Đây nè, trải nghiệm cùng với Trần Anh nhé. Đây là phần tắp bi nè, tắp bi phía sau nè, xin nguyên hết. Ghế nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chỗ nè anh chị coi nè. Đó, Trần Anh vô, Trần Anh quay cho anh chị xem nhé. Đúng ra Innova là dòng của nó là 7 chỗ nha. Con này đúng rồi. Sau 3 trên 2 là 5, 5 với bên phụ bên tài nữa nha. Ghế treo hết toàn diện. Học từ tay nè. Đây là ghế nguyên bản của xe nha, không phải là đồ chế đâu nha anh chị nha. Nếu mà anh chị biết dòng Innova này thì chắc chắn anh chị biết rồi. Trang bị màn hình phía sau là đầy đủ hết. Tập lên nè. Mở nè. Đó. Xin từ ANZ luôn. Không có một xíu đâm đục đâu nha anh chị nha. Sau là cảm biến dê nè. Cảm biến dê xung quanh trên con xe nè. Camera dê có luôn nha. Đây nè. Đây là Innova sản xuất 2011 bản GSNR nha. Nếu anh nhà anh chị là có cái xe Innova bản GSNR là anh chị biết rồi đó. Dòng này không có dịch vụ đâu nha anh chị nha. Đó, hỗ trợ là hai tiêu chuẩn thí lực. Ghế phía sau nè. Hai ghế nè. Đây này cho anh test cho chị coi nhé. Đó, ghế sau có thể gập xuống hết toàn diện nha anh chị. Đấy. Đó là không gian của Innova đó, không một xíu là cứng đụng tông va luôn anh chị coi này, những cái đinh bấm nè. Xin hết. Xin từ e đến nóc nha. Gì mà la ghê. Con này đăng kiểm tháng 5 năm 2020. Đây là anh chị coi máy nè. Máy bốc nổ cực chất luôn. Nổ cực êm luôn nha. Chị coi cái máy nè. Nổ không nghe tiếng động luôn. Đóng nắp cabo rồi không nghe tiếng máy luôn nha. Tem ốc 7 màu. Còn nguyên bản trên con xe luôn. Máy móc là không có dấu hiệu là lẹp lại anh chị nha. Anh chị coi máy nè. Đây nè. Từng có ốc nè anh chị coi nè. Chưa có dấu hiệu là khui mở luôn. Nó không có bị tòe nhá. Đây nè, nó không có bị tòe ra anh chị biết rồi đó. Đi từ mô sạc đang quay nè. Đó, xe đang hoạt động nè. Những cái sóng dằn dưới của nó nè. Zin nguyên từ ANZ luôn. Đây là những sóng dằn hông nè anh chị coi nè. Đó. Xem kỹ cho Trần Anh nhé. Đó, Trần Anh quay rất là chi tiết luôn. Con này anh chị mua về anh chị chỉ việc sử dụng thôi. Con này trang bị được cùng thắng ABS chống báo cúng phanh nè. Mẹt tem nè, nguyên rin ra xe nè. Đây những sóng dằn trước nè. Nắp capo gần sóng gân nè chị coi nè. Rất là đều đặn, rất là đẹp luôn nhé.
Ô, phông xe là phông dán của xe đây. Cho anh quay phần gầm cho chị coi nè. Máy đây hợp đồng luôn chứ. Đây nè. Gầm của xe nè. Chắc lùi luôn. Có một xíu mục ngọt anh chị thấy không? Đó, máy móc là cực kỳ là khô réo nhá. Xe này chính chủ luôn. Anh chị thích ủy quyền. Không thì chờ anh bao rút hồ sơ cho nha. Máy móc là êm lắm. Đó là phong Innova đời 2011 G mà RS mà Trần Anh muốn giới thiệu toàn thể tất cả anh chị á. 7 ghế rồi nhá. Anh chị thích dòng này thì cứ alo trực tiếp cho Trần Anh ô tô. Giá thì hợp lý đối với tay người tiêu dùng nhá. Một lần nữa Trần Anh xin cảm ơn ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại.